Thế đã tìm thấy con bé chưa? Thấy rồi còn hỏi. Thế bình thường hai đứa hay đi những đâu? Mấy cái chỗ như này này, tìm rồi có thấy đâu. Thái độ. Quán cà phê, quán game, quán trà sữa, cả nhà bạn con nữa. Con với chị Huệ đi rồi nhưng không thấy. Thôi, để tôi đi tìm tiếp. Anh đưa Bảo về đi, thằng bé ướt hết rồi. Em thì khô chắc. Tôi không muốn làm phiền đến bố con anh nữa. Phiền cái gì mà phiền? Tự gây ra hậu quả thì tìm cách mà khắc phục thôi. Bảo, con đang nói như thế đấy à? Tay đứng thì chống nạnh như ông tướng ấy. Nói chuyện với bố với chị như thế à? Sau 20 năm chưa bao giờ cháu nhớ mẹ thế này à? Tại sao mẹ lại bỏ cháu đi? Không khóc nữa, không khóc. Mẹ ở đây mẹ sẽ bênh cháu. Có khi vào trong nhà nói chuyện đi, đừng đứng ở cổng thế này. Dạ thôi, để khi khác ạ. Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Em có đi làm không? Anh chờ em đi luôn. Vì sinh em ra không? Bố đẻ ra ba đứa chúng con mà tại sao chỉ có một mình nó là não nó sắp xếp lộn xộn ấy? Có khi chính vì não sắp xếp lộn xộn cho nên nó thông minh nhất nhà con ạ. Em chưa thể hiểu hết được tất cả mọi chuyện. Một ngày là vợ chồng, cả đời là nghĩa vợ chồng. Sự già nua, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.